Xin mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện Đừng cầm tù chính bản thân mình. Có một cô gái trẻ luôn mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Trong tất cả các giấc mơ của cô đều có chung một cảnh tượng. Đó là rất nhiều người bị nhốt trong một căn phòng đen tối. Trên cửa phòng có một khóa sắt đã bị rỉ. Mọi người đều ở trong căn phòng cầu xin. Sau mỗi lần tỉnh giấc, cô gái đều cảm thấy trong lòng vừa bồn chồn sợ hãi vừa bực bực. Ít lâu sau, cô gái bị mắc bệnh. Trong lòng luôn thấy hồi hộp, tức ngực và dễ cáu giận. Thời gian sau, cô gái nghe nói có một vị hòa thượng ở địa phương khác rất giỏi về trị liệu những căn bệnh kỳ lạ và phức tạp. Thế là cô liền đi tìm vị hòa thượng để cầu cứu. Khi cô gái gặp được vị hòa thượng, cô kể lại những giấc mơ kỳ lạ và căn bệnh cô mắc phải cho vị hòa thượng nghe. Vị hòa thượng liền nói, bệnh này của con quả thực không khó chữa, ta cho con một chiếc chìa khóa vàng, con hãy đeo ở trước ngực của mình. Hãy nhớ kỹ, khi nào nằm mơ thấy giấc mơ kỳ lạ kia, con hãy dùng chiếc chìa khóa này mở khóa cửa của căn phòng đó để những người ở bên trong đó được ra ngoài. Chỉ cần như vậy, bệnh của con sẽ lập tức khỏi ngay. Cô gái vui mừng nhận chiếc chìa khóa và nói, con xin tạ ơn hòa thượng. Sau khi cầm chiếc chìa khóa ra về, cô gái luôn đeo nó bên mình như lời hòa thượng căn dặn. Quả nhiên, chỉ ít ngày sau, cô lại nằm mơ thấy giấc mơ kỳ lạ kia. Lần này, cô tiến sát lại căn phòng và nhìn. Cô phát hiện ra, trong căn phòng tối tăm ấy đều là những người mà cô căm ghét. Có người phụ nữ đã từng mắng nhiếc cô rất thậm tệ. Còn có mấy người hàng xóm đã từng bắt nạt ức hiếp cô. Ở góc bên phải của căn phòng là mấy người bạn đã từng đẩy cô xuống rãnh nước bẩn khi cô còn nhỏ, khiến cô suýt chết đuối. Đột nhiên cô nhìn thấy một chú chó bị què chân và cô thắc mắc, tại sao lại có một con chó què chân ở đây? Rồi cô nhớ lại, đó là chú chó hung dữ luôn xuất hiện trên con đường cô đến trường khiến cô sợ hãi. Tất cả những người trong căn phòng tối tăm kia đều là những người từng làm hại cô, làm tổn thương cô. Thế là cô nảy ra ý nghĩ, mình sẽ không mở cửa cho những người này, họ đáng phải chịu tội. Trong khi những người bị nhốt trong căn phòng tối tăm kia vẫn không ngừng cất tiếng van xin cầu cứu, thì cô gái thu hồi lại chiếc chìa khóa của mình với vẻ ung dung tự đắc. Nửa năm trôi qua, bệnh tình của cô gái càng lúc càng trầm trọng hơn. Cô lại đi đến chỗ vị hòa thượng để cầu xin sự giúp đỡ. Vị hòa thượng nói, chỉ còn một cơ hội cuối cùng này mà con không tận dụng thì chiếc chìa khóa vàng này cũng không thể cứu được con nữa đâu. Nếu đêm nay con mơ thấy giấc mơ kia thì hãy đem chiếc chìa khóa này, mở cái khóa kia ra trước khi nó bị rỉ không thể nào mở ra được nữa thì bệnh tình của con sẽ khỏi. Bằng không thì bệnh của con sẽ vô phương cứu chữa. Nghe xong lời căn dặn của vị hòa thượng, cô gái hạ quyết tâm thực hiện bằng được. Quả nhiên, ngay đêm hôm đó, cô gái lại mơ thấy căn phòng tối và những người bị nhốt trong phòng đang cầu cứu. Cô nhanh chóng mang chiếc chìa khóa vàng của mình để mở chiếc khóa kia ra. Khi cánh cửa vừa mở ra, tất cả những người bên trong đều chen lấn đi ra ngoài. Cô gái chợt nhìn thấy một người ở góc trong cùng của căn phòng. Càng đi lại gần, cô mới nhận ra người trong góc trong cùng kia chính là mình, gầy yếu và đáng thương. Ngay khi cô vừa từ góc trong cùng của căn phòng bước ra ngoài thì căn phòng đổ sập xuống, ánh nắng mặt trời chiếu rọi khiến cô gái bừng tỉnh, toàn thân cô vã mồ hôi. Lúc này, giọng nói vang vọng truyền đến tai cô, cầm tù người khác cũng chính là cầm tù bản thân mình. Khóa chặt quá khứ lại cũng chính là làm rỉ máu trái tim mình. Oán hận và phiền não chất chồng sẽ thành một căn phòng đen tối. Mở được cánh cửa trái tim sẽ khiến mặt trời chiếu rọi. Ngay sau ngày hôm đó, bệnh tình của cô gái cũng khỏi hẳn. Hơn nữa, sắc mặt của cô cũng trở nên hồng hào, rạng rỡ. Đôi mắt tươi vui, vô cùng xinh đẹp. Bạn thân mến, trong nội tâm của bạn có căn phòng đen tối đó không? Trong căn phòng đen tối đó có những người mà bạn căm giận hay không? Nếu như trong tay bạn có chiếc chìa khóa vàng kia, bạn có nguyện ý mở khóa để thả mọi người ra không? Thả tự do cho những người trong căn phòng tối tăm kia cũng chính là thả tự do cho chính bản thân mình đấy. Oán hận người khác thực ra là đang cầm tù chính bản thân mình.